Bộ bàn trà 3 món được cơ sở chúng em làm trên chất liệu là gỗ hụ với chiều cao tổng thể là cao ghế 95,5, cao từ phần mặt đất lên phần mặt ghế là cao 48,5, rộng phù bì là 61, mặt 60, sâu là phù bì là 47 và chiều sâu mặt là 46. Led đục chạm được cơ sở chúng em đục chạm rất là tỉ mỉ với hình ảnh đục chạm rơi, mang nhiều ý nghĩa tài lộc cho gia chủ. Những phần tay ghế như thế này thì được làm rất là cong và mềm mại quý vị nhé. Đây quý vị có thể thấy đây, đây là phần ô lách, đây là phần tựa với những led đục chạm tỉ mỉ. Em sẽ quay các góc cạnh cho quý khách hàng. Cái phần mặt sau quý vị có thể thấy đây là một trong những sản phẩm bộ bàn trà 3 món rất là đẹp để quý vị có thể sử dụng cho không gian phòng khách, phòng trà rất là đẹp, thì quý vị có thể dành cho 2 người ngồi và gồm có một chiếc đôn cao 68 mặt 40x30 để quý vị để đồ. Sản phẩm được cơ sở chúng em làm trên chất liệu là gỗ hụ thì em vừa quay qua cho quý vị về sản phẩm này. Nếu quý hàng có nhu cầu quan tâm về sản phẩm thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở em thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị. Xin cảm ơn ạ.